vào ngày thứ Bảy ngày 2 tháng 1 cuối tuần qua tại cuộc đua Dakar Rally ở Argentina. Đây cũng là đoạn mở đầu cho cuộc đua chính thức nằm trong khuôn khổ mùa giải Dakar Rally. Một chiếc xe do tay đua Trung Quốc Gu Meilin điều khiển đã mất lái và lao khỏi đường đua, đâm vào giải phân cách của khán giả. Có đến 10 khán giả bị thương, trong số đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch. 4 chiếc trực thăng cứu hộ đã được điều động để đưa các nạn nhân cấp cứu đến bệnh viện gần nhất. Lực lượng cứu hộ thậm chí còn được huy động từ thị trấn Arrecife ở Argentina để hỗ trợ. Trong khuôn khổ giải Hopman Cup cuối tuần qua tại thành phố Perth, nước Úc, tay vợt Siri Vesely của Cộng hòa Séc đã xuất sắc đánh bại đối thủ chủ nhà Leighton Hewitt với tỷ số 6-3, 6-7, 6-4. Đây cũng là trận mở màn của anh ở bảng A giải Hopman Cup. Bên cạnh đó, ở nội dung thi đấu quần vợt đơn nữ, hạt giống số 11 thế giới, Karolina Pliskova của Cộng hòa Séc đã đánh bại Jamila Woffi của Úc với tỷ số 7-5, 6-3, 5-5. Giải Hopman Cup sẽ được diễn ra trong 2 tuần tại Perth với thành phần tham dự gồm 2 nhóm nam và 2 nhóm nữ, thi đấu theo nội dung cá nhân, sau đó sẽ thi đấu đôi phối hợp. Trận đấu giữa hai đội khúc cung cầu Edmonton Oilers và Arizona Coyotes vào cuối tuần qua đã khiến tất cả khán giả trên sân không khỏi hồi hộp khi tỷ số liên tục được san bằng và phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Nếu như bóng đá loạt luân lưu là giây phút căng thẳng hồi hộp giữa chân sút và thủ môn, thì ở khúc cung cầu là sự cao trào dồn dập khi cầu thủ phải dẫn chiếc bóng đĩa của mình từ giữa sân và lựa góc để tung vào khung thành. Thủ môn Cam Talbot của Edmonton Oilers đã trở thành người hùng của cả trận khi chặn được pha bắn cuối cùng của đội bạn. Tỷ số chung cuộc chiến thắng 4-3 cho Oilers. Bất chấp thời tiết giá rét của sương lạnh vào đầu năm ở La Mã, một nhóm người dân ở đây đã tụ tập để tổ chức một cuộc thi thể thao truyền thống mang đậm tính thử thách, đó là mình trần nhảy xuống dòng sông Tiber từ một cây cầu lớn ở Rome. Các đội thuyền cứu hộ đã được huy động đậu ven cầu để phòng ngừa và đón các người tham gia khi họ nhảy xuống. Đây là cuộc thi truyền thống luôn được tổ chức vào ngày đầu tiên của năm mới, bắt đầu từ năm 1946. Tuy nhiên năm nay chỉ còn có 3 người tham dự do truyền thống ngày càng bị lớp trẻ hiện đại phản ánh là nguy hiểm và gây mất an ninh trong thành phố.